Tử Vi tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, năm 2021 Tân Sửu, phạm hại thái tuế, vận trình tồi tệ, đen như chó mực, đại hạn liên tiếp, cẩn thận phá sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Ngọ là người luôn lạc quan và yêu đời dù trong hoàn cảnh khó khăn nào. Họ thích dành thời gian của mình để hưởng thụ cuộc sống hơn là lao động. Bởi vậy, tuổi Giáp Ngọ thích có những chuyến du lịch xa cùng bạn bè, người thân, gia đình. Họ cũng là người khá thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu như không thích một ai đó, họ sẽ trực tiếp từ chối, chứ không mập mờ khiến mọi người hiểu lầm. Hoặc nếu có đem lòng thương nhớ một người khác giới, tuổi Ngọ cũng sẽ bày tỏ một cách thật lòng nhất, dù tình cảm ấy có được chấp nhận hay không. Có thể nói, tuổi Giáp Ngọ là con giáp đen đủi nhất trong số 12 con giáp. Với năm 2020, Canh Tý tuổi Giáp Ngọ phạm phải xung thái tuế, sang năm 2021 Tân Sửu lại phạm phải hại thái tuế, khiến mọi thứ đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn. Vận trình của tuổi Giáp Ngọ trong năm 2021 có thể nói rằng rất tồi tệ. Vậy trong năm, vận trình của tuổi Giáp Ngọ sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Giáp Ngọ sẽ gặp được quý nhân nào? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Giáp Ngọ thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tuổi Ngọ thường là những người năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Tuổi Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài, họ thể hiện thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Tiến sang năm 2021, tuổi Giáp Ngọ có vận trình khá tệ do phạm phải hại thái tuế. Sát khí phây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí có thể phải ra vào viện, nằm liệt giường. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích chuyện trò với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng, tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân, nên học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ. Đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn, hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc sẽ ổn định trở lại. Về mặt tài chính, bạn không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng, vô phạt mà tiền mất tật mang. Còn về mặt sức khỏe thì trong năm 2021, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, thổ, kim, tương sinh, cho nên mệnh chủ được sinh phù khiến kim khí quá vượng sẽ dẫn tới mệnh chủ sẽ mắc nhiều về các bệnh liên quan tới gân cốt và gan. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Giáp Ngọ sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Giáp Ngọ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2021, vận trình công danh sự nghiệp của Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Thoát khỏi vòng vây của thái tuế, bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ Giáp Ngọ
có mối quan hệ tương sinh, sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên, trong cát có hung, năm nay có đại hao chiếu mệnh, vậy nên mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều hơn trong các hợp đồng, giấy tờ trong lĩnh vực kinh doanh của mình, tránh để tiền mất, tật mang. Đây là một năm có tài vận tài chính ổn định, càng làm nhiều, càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ ra công sức, chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi. Tài vận cũng khá, nhưng hãy cẩn thận, kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Để có tận dụng vận may đổi vận ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1954. Về mặt tài lộc, người Giáp Ngọ sinh năm 1954 không vượng đường tài lộc. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ bị đối thủ giành trước cơ hội, sẽ phải chịu tổn thất, thậm chí sẽ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm, bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế, trong thời điểm này, Giáp Ngọ sinh năm 1954 chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai quá dễ dàng. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích dễ gây tổn hại sức khỏe và là nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Trong năm 2021, tuổi 1954 bị thái tuế kìm kẹp, tuy sự nghiệp không ảnh hưởng nhưng lại khiến tài vận tuột dốc không phanh. Để có thể kích hoạt tài lộc, tăng may mắn và tạo nhiều cơ hội, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và còn được phát triển sự nghiệp về mặt tình cảm. Trong năm 2021, tình cảm hôn nhân gia đình của người tuổi Giáp Ngọ nhìn chung bằng phẳng, ôn hòa. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo, gạo tiền. Mặt khác, có chút mâu thuẫn vào cuối năm, tình cảm hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết ôn hòa, gia đình hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ mối quan hệ gia đình thêm bền vững, mệnh chủ cần giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến với gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm bởi có tiểu nhân quấy phá, tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ sinh năm 1954 khá êm ấm. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh có biểu hiện rất tốt. Để có thể cải vận tình duyên trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, xem tiểu vi sức khỏe tuổi Giáp Ngọ, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Trong năm, thái tuế mang bệnh phù tinh và thương quan tinh. Con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, sẽ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế, bước sang năm Tân Sửu, mệnh chủ sẽ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đầy đủ chất và tập thể dục, thể thao điều độ. Trong năm, bản mệnh còn gặp phải âm sát và khối khí chiếu mệnh, sức khỏe gặp nhiều phiền toái. Giáp Ngọ sinh năm 1954 là thổ, lại gặp Tân Sửu là bích thượng thổ, khiến cho thổ khí quá vượng địa sẽ có nhiều ảnh hưởng tới mệnh chủ, khiến mệnh chủ sẽ mắc các bệnh như đau dạ dày, đau bụng, hệ thống tiêu hóa sẽ bị nhiễm trùng, nên ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa,
nên đi khám định kỳ, thường xuyên để tốt hơn. Hơn nữa, mệnh chủ giáp Ngọ có thể chất kém từ khi còn nhỏ và ít quan tâm đến sức khỏe ở tuổi trẻ. Cho nên, tình trạng thể chất của bạn ở độ tuổi này có thể tồi tệ hơn so với những người cùng tuổi. Các bệnh sơ vữa động mạch và bệnh tim do ăn uống quá nhiều và hút thuốc có thể dẫn đến sự bùng phát của các bệnh mạch máu vào năm 2021, dẫn đến bạn phải nhập viện thường xuyên để điều trị. Khi di chuyển, đi lại cần chú ý đến an toàn giao thông, không tự ý vi phạm các quy định giao thông và tránh lái xe khi mệt mỏi, nếu không sẽ dễ dẫn đến nhiều tai họa. Ngoài ra, bản mệnh nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, hãy dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Ở độ tuổi lục tuần, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng hơn nữa. Suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân, đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến bất ngờ và những lúc bạn không chuẩn bị. Ngoài những việc đó, thời gia cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.